Nhớ hôm bữa rất là nhiều nè. À, xong ba này đó. Nên tay run quá ta. Chị ăn nên tay nó run. Bây giờ gỡ ra mà. Hả? Không, về về nhà cái là em gỡ ra liền được. Ok hả? Thì em về chỗ làm gỡ ra rồi về về tối ngủ em để bạn ngủ luôn nha. Ừ. Để cái thuốc trên da ngủ luôn nha. Đây. Cái mũi nha. Đi làm về xong ghé vào luôn.
À, sao? À, đó.